mấy bạn, thì mình là kênh Thắng Cò Vlog. Hôm nay mình sẽ ra một cái video về một món ăn nho nhỏ rất là quen thuộc với hương quê của mình, đó là món gà hấp rau găm. Thì mong các bạn ủng hộ kênh của mình để mình có nhiều động. Hello mấy bạn, thì đây là con gà mà mình mới làm hồi chiều nha, mình đang hấp nữa. Hello mấy bạn, thì hôm nay mình sẽ ăn gà hấp với nước chấm siêu cay. Thì hôm nay mình sẽ mong các bạn xem được cái clip này và ủng hộ kênh của mình để kênh của mình có nhiều động lực để làm thật là nhiều clip tới theo. Và đây là gà này làm gà dừa cho nên là rất là dai. Nhưng mà giờ các bạn cũng thấy đó là nó cũng đã tối rồi, cũng khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ rồi. Thì nó cũng là khuya rồi cho nên mình ăn xé cái này nhanh chứ người ta. Rất là ngon các bạn. Thử rất là dai. Tại gà chạy vườn nó rất là dai luôn. Nè đây là da của nó. Đây là thịt. Cho rồi mình ngồi mình ăn rồi. Sống sụt cây. Từng số, từng số luôn. Gà này là gà chạy vườn đó, cho nên là thịt nó rất là ngon. Đây là đùi nè, các bạn thấy không, thịt nó nè, nó dài, nó rất là dai luôn. Tại vì đây là gà chạy bộ, gà thả vườn á, nên mọi nó rất là sạch luôn, tại không cho ăn thức ăn như gà công nghiệp. Mai đi học rồi mấy bạn ơi, không biết là mai đi học sao nó sợ cô lên kêu lên trả bài một điểm quá. Ở đây không tí ở tỉnh. Đây là mấy bạn nghe không? Ớt nhái nó kêu quá. Đây là ngon mấy bạn ơi. Gà đó, vịt nó rất là dai luôn. Nó ngọt mà nó béo mà nó thơm, nó ngon mấy bạn. Con làm chấm nè. Đây là da của nó nè. Nó rất là da ở. Nè mấy bạn thấy không? Da của nó giống rất là vàng luôn và mỏng nước nha mọi người. Ở ngoài sau nó là có một lớp mỡ. Thì lớp mỡ này nó không có dày lắm như là gà công nghiệp, tại vì gà này thả vườn á, ăn mọi thứ đều là tự nhiên á. Có ví dụ như nhà kế bên nhà nuôi gà đi thì người ta sẽ cho ăn gạo mà kiểu như nấu qua đêm mà nó sẽ bị hơi hiu quá, người ta sẽ cho gà ăn, hoặc là trái cây này nọ thì cũng rất là ngon, thì rất là bổ dưỡng. Chơi nữa, chơi.
Đó, đây là phần dành cái cánh gà. Cha. Đó. Cho nó mấy bạn không? Cha. Đó. Cha. Em ngon. Ngon. Thật sự luôn. Bây giờ khoảng chừng gần 9 giờ mà bạn nào chưa đói bụng mà xem cái này chắc là đói bụng luôn. Không có ngon tưởng không? Hôm nào mình sẽ dẫn mấy bạn đi hái những cái trái ở hôm quê mình, ví dụ như trái me nè. Trời ơi, giờ mùa me ha, ngon lắm mấy bạn. Mà me mà nó kiểu như mà nó chín cây á, mà chưa chín cây nữa là người ta sẽ bẻ ăn rồi, rất là ngon. Để lúc tới mình sẽ dẫn mấy bạn đi coi bẻ me rồi đi thu hoạch me rồi về lấy me ăn, ngon lắm mấy bạn. Đây mấy bạn coi không? Gà rất dạng, rất là dạng luôn, dạng ươm luôn bên trong mà. Đó, bên trong là thịt nè, từng sớ luôn mấy bạn ơi, rất là dai luôn. Ăn nó không bị béo quá nha mấy bạn, nó chỉ vừa đủ thôi, bởi cái này gà nó gà chạy vườn á, cho nên nó thấy không? Cho dùng cho. Đó, nè, đây là phần ức cung gà. Các bạn thấy không? Thịt nè. Nó rất là nhiều luôn. Mà thịt nè mấy bạn xé ra thấy không? Nè xé ra nè. Đó, chấm nè, mình chấm nè. Bỏ miệng nè, nhai. Bắt đầu tiên là nhai, nhai thôi mình nuốt. 8 giờ mấy không vậy? 8 giờ rưỡi. Mình ăn một con này không hết rồi mấy bạn ơi, ăn hết rồi. Nhà mình gần đường lộ á, gần mé sông nữa, cho nên là ít bữa mình sẽ quay những cái clip gần gũi, ví dụ như là đi hái đi chèo thuyền nè, rồi quay mấy bạn coi cảnh mà người ta bắt cá ở dưới sông lên rồi đó. Những cuộc sống ở hôm quê mình đó, mình sẽ quay lại cho các bạn coi để mấy bạn biết được. Bút chân rồi. Mình sẽ ăn đang khoảng chừng 9 giờ mấy. Mình sẽ cũng kết thúc video. Tại vì ở đây trời muỗi quá trời luôn mấy bạn ơi. Hôn quê mà muỗi lắm. Bạn mấy bạn không cảm thấy bạn hơi gặp cực xíu. Đúng sao? Nên là mình cắn gà nè, để xé mấy bạn coi nha. Đó. Hai bạn, rồi. Thôi, mình sẽ chào tạm biệt mọi người nha. Tại hôm nay mình sẽ có video sớm từ gần 9 giờ mấy 10 giờ rồi. Ở đây không có ai chơi, mình ngồi mình sợ me. Thôi, mình sẽ hẹn mấy bạn clip tới. Clip tới mình sẽ đi hái me. Quay cái cảnh khung cảnh bác hái me rồi về ăn me cho mấy bạn coi. Mấy bạn nhớ đón theo dõi và nhấn subscribe kênh của mình để đón xem những cái clip hấp dẫn hay về cuộc sống ở khu quê của mình nữa. Xin chào mấy bạn.